Chào mừng anh chị và các bạn trở lại với Talk Chứng khoán trong buổi tổng hợp thị trường ngày 23, nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 24 tháng 12 năm 2021. Trước khi đi vào nội dung chi tiết, rất mong anh chị dành một chút thời gian để like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá cái thị trường giai đoạn hiện nay như thế nào. Thì anh chị có thể thấy đây là cái chart mà mình đang bật, cái chart mà thị trường chung. Thì chúng ta có thể nhìn ở đây để chúng ta có hai cái tham chiếu. Thứ nhất là cái đường trung bình MA20, và thứ hai là cái đường mà 95% của đỉnh gần nhất. Thì anh chị thấy đối phiên index hôm nay là thị trường là bán ra khối lượng khá lớn và thủng MA20. Thứ hai, trong cái giai đoạn gần đây, nếu mà chúng ta đang đánh giá nhận định thị trường là trong cái giai đoạn xu hướng sideways, thì cái việc mà nó lên xuống MA20 là cái việc mà chúng ta có thể chấp nhận được anh chị nhé. Bởi vì sideways thì chúng ta chấp nhận được, nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận, chúng ta phải cùng xem các cái chỉ số index khác. Đội viên 30 thì các anh chị thấy là cũng khá là rất là thảm, đúng không ạ? Các anh chị có thể thấy giống như video những ngày hôm trước thì chia sẻ anh chị thấy có thể đây là hình thành một cái downtrend rồi, đúng không? Có thể hình thành một cái downtrend rồi. Thì anh chị thấy đây là cái đáy gần nhất này. Tất nhiên ngày hôm nay là phá cái đáy này rồi. Đây là 1477, phá cái đáy hôm trước là 1480. Như vậy thì đội viên 30 thì các anh chị nhìn thấy nó là khá là tiêu cực nha. Có thể nói là nó phá vỡ cái xu hướng lên, nó không phải là sideways đâu. VN Index này thì có thể coi là sideways, nhưng VN30 chắc chắn nó là nó đang tạo thành một cái xu hướng xuống và phá cái lên và thủng cái đáy gần ngắn hạn gần trước đó và thủng cái đường 95%. HP Index thì hôm nay cũng mấp mé đường trung bình MA20 anh chị nhé. HNX Index thì trên MA20, xin lỗi anh chị, dưới MA20 nhưng mà trên đường 95, trên đường 95%. HNX thì thủng 20 rất là lâu rồi và hôm nay mấp mé đường 95%. Đây là cái chỉ số mà mình hay nói là cái chỉ số mà số lượng cổ phiếu tốt. Chúng ta có thể đo lường là khi tại những cái giai đoạn thị trường mà nó có cái khuynh hướng là phá vỡ cái xu hướng lên hoặc tạo thành một cái giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn, thì thông thường là cái số lượng cổ phiếu tốt nó sẽ bị co lại. Thì chị thấy là với cái phiên này thì số lượng cổ phiếu bị co lại khá là nhiều, như vậy là báo hiệu khá là rủi ro nhé. Nếu nhìn vào thị trường chung là đây thì mình có thể kết luận là thị trường là đang đi ngang, nhưng mà rủi ro phá vỡ kinh lên, chúng ta hạn chế mua vào cổ phiếu mới và chúng ta nắm giữ thì nắm giữ các cổ phiếu mạnh nhất và cái tỷ trọng vừa phải thôi. Giờ này không phải là cái lúc mà chúng ta đặt cược nữa. Chúng ta có thể nắm giữ cổ phiếu đối với những cổ phiếu những cái dòng mạnh đang chạy mạnh, nhưng nó không phải là giai đoạn chúng ta đặt cược anh chị nhé. Hai, tiếp theo là về các cái nhóm ngành mạnh hiện nay. Nhóm ngành mạnh hiện nay thì anh chị có thể thấy là các cái nhóm mạnh thì mình đã cho cái file này rồi. Đây có hai cái file, nhất là file PDF, thứ hai là file Excel. Đối với các anh chị trong nhóm VIP thì mình gửi tặng anh chị hàng ngày cái file Excel này. Thì file Excel nó có nhiều thông tin lắm, nó phía nó có rất nhiều thông tin này. Đấy, rất nhiều nhóm cổ phiếu, các cái chỉ số, các cái con số mà chúng ta đã phân tích và chúng ta nhận định ở đây rồi. Tuy nhiên đối với anh chị mà không phải dân chuyên phân tích chuyên sâu thì anh chị có thể dùng cái file PDF khá là đủ rồi. Thì đây là những cái cổ phiếu mạnh nhất mà anh chị nên nắm giữ. Những cổ phiếu nào mà không thuộc cái nhóm ngành này này thì chúng ta sẽ hạn chế nắm giữ. Thì đây thì anh chị thấy hiện nay những cái nhóm ngành sau thì còn khá mạnh hơn thị trường chung nữa. Có thể thấy là nhóm bán lẻ tổng hợp này, nhóm bất động sản này, hóa chất chuyên dụng này, khai khoáng này, sản xuất điện này, thiết bị và khai thác dầu mỏ và xây lắp. Đây là những cái dòng mà đang mạnh hơn thị trường chung. Và đây là những cái cổ phiếu mà nó gần như là mạnh nhất trên thị trường và thuộc những cái nhóm ngành mạnh nhất. Thì nếu anh chị đang nắm giữ những cái cổ phiếu này này thì chúng ta vẫn có thể nắm giữ được một số cổ phiếu. Thì nếu mà thực ra thì ở đây thì nó cho tín hiệu là mua mua ở đây, nhưng mà mình cũng phải lưu ý anh chị là chúng ta hạn chế mua nhé, rất là hạn chế việc mua vào cổ phiếu. Nhưng mà nếu mà thị trường đẹp thì nó có cho tín hiệu mua thì những cổ phiếu này anh chị cũng có thể quan sát được đấy. Và đi vào đánh giá danh mục các cổ phiếu thì nguyên tắc của mình thì anh chị thấy là mình phân tích thì bao giờ cũng khác rất là nhiều anh chị khác, bởi vì nguyên tắc là phải tiết kiệm thời gian. Chúng ta sẽ đi từ tổng quan cho đến chi tiết, và chúng ta đi từ những cổ phiếu đẹp nhất đến các cổ phiếu xấu nhất, đúng không ạ? Thì mình thường quan tâm những cổ phiếu đẹp nhất, tức là những cổ phiếu nào mà không nằm trong cái nhóm đẹp nhất thì là những cái cổ phiếu xấu nhất đấy, những cổ phiếu xấu hơn đó. Thì anh chị có thể nhìn vào danh sách ở đây nhé. Rồi bán lẻ tổng hợp thì có FLT, AMD này, anh chị có thể nhìn ở đây, mình sẽ gửi file.
Tuy nhiên ở đây thì mình cũng sẽ lướt qua một lượt để các anh chị có thể nhìn thấy là các quỹ đẹp nhất thì đồ thị nó như thế nào. Đấy, các anh chị có thể nhìn thấy ở đây nhé. Đây, mình chạy lại một lượt để các anh chị có thể nhìn. Đây, các anh chị nhìn đây là những quỹ đẹp nhất rồi. Nếu mà không thuộc những cổ phiếu này thì thường là những cổ phiếu xấu. Đây, anh chị thấy. Đấy. FLT này vừa chạy nước rút đúng không, tiếp tục đẹp vẫn đẹp này, MD vẫn ok này, PET vẫn ok này, cổ phiếu này thì không đẹp nhưng mà cũng không xấu. HAG ok vẫn chạy mạnh này, LDG vẫn đang chạy mạnh này, đúng không, đang chạy nước rút này, QCG mạnh này, SEL vẫn ok này, PTL vẫn ok chạy này, HRR ok này, khá nhiều các cổ phiếu đầu cơ nhưng mà đều là chạy rất tốt. HQC cũng thế, rất ok, chạy rất là đúng cái công thức của chúng ta nhé, các anh chị sau khi bùng nổ vượt nền thì đều chạy luôn đúng không ạ. LGL ok, VCD ok, DIC ok, PPH ok, ETA ok, OGC ok, VRC ok, ASM ok, KBC ok, SCR ok, KDH ok, ITC ok này, DPM ok, 2 ok này, QBS ok này, SF G vẫn ok này, LCM ok, FCM ok, PO ok này, PGV ok này, PVC ok này, bùng nổ vượt nền này, PTV ok này, ROT ok này, CI ok này, DST ok này, NHA ok này, VMC ok này, FCN ok này, VXY ok này, VCA ok này, EVG ok này, HDD ok này, LIG ok này, CTD ok này, VNE ok này, HVC ok này, VCG ok này, VXS ok này, FID ok này, LCG ok này, SD ok này, UDC ok này, đấy. SDP ok này, C47 ok này, KLF này thì vẫn tạm ok. Đấy thì đây là những cổ phiếu mà mình vừa lướt qua là những cổ phiếu đẹp nhất, còn những cổ phiếu không thuộc nhóm đấy thì thông thường không phải những cổ phiếu mạnh. Đó thì mình hàng ngày mình sẽ đi như vậy để anh chị có thể tiết kiệm thời gian. Chúng ta chỉ tập trung vào nói những cái cổ phiếu đẹp nhất thôi. Những cổ phiếu không thuộc nhóm đấy là những cổ phiếu mà chúng ta hạn chế nắm giữ. Hoặc là chúng ta sẽ mất thời gian chờ đợi. Mình không nói là nó không lên nhưng nó sẽ mất thời gian chờ đợi. Thế thì hy vọng những cái nội dung trong cái bản tin ngắn gọn hôm nay sẽ giúp ích phần nào cho các anh chị trong cái hoạt động đầu tư và quản lý danh mục cổ phiếu của mình. Thì các anh chị đừng quên là subscribe kênh, nhấn nút quả chuông, chia sẻ video đến với những người quan tâm để ủng hộ cho kênh phát triển hơn nữa. Thì các anh chị subscribe kênh để nhận các bản tin mới nhất từ Thao Chứng Khoán. Ok, cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị đầu tư thành công và may mắn.